Phần bài tập tiếp theo của chúng ta sẽ liên quan đến là pha chế dung dịch. Và pha chế dung dịch, ví dụ như bây giờ đề bài người ta cho chúng ta phải như này: từ đồng xung phát, nước cất và những dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và giới thiệu cách pha chế 50g dung dịch đồng xung phát có nồng độ 10% hay là 50ml dung dịch đồng xung phát 1m. Đấy, thế thì cái bước đầu tiên của chúng ta trong đề bài này người ta đã nêu rõ rồi, là bước này tính toán. Là tính là cho cái gì vào cái gì. Và cái đấy là bao nhiêu gram, bao nhiêu mol, bao nhiêu lít, đúng không ạ? Đấy, thế chúng ta sẽ thử làm nhá. 1 này là phần trăm đúng không? Nó là bên này là 1. 1A này, phần tính toán trước. Tính toán trước đúng không? Tính toán trước này. Tính toán gì nào? 50g dung dịch đối với C% chúng ta phải tính được có bao nhiêu nước, bao nhiêu đồng xung phát đúng không? Thì chúng ta có là khối lượng của đồng xun phát luôn. Khối lượng chất tan bằng 50g nhân 10% đúng không? 5 nhân 10% bằng 5g đúng không? Và từ đây chúng ta có khối lượng nước luôn là bằng bao nhiêu? Bằng 50 mà trừ đi 5 là 45g nước. Tương đương với 45ml